Rồi, xin chào anh em nha. Hôm nay mình xin phép review về em siêu phẩm. Nói chung là em này thuộc dạng là dòng bất hủ rồi, nó là một trong những cái huyền thoại của Boss rồi. Nó dòng con đờ rơm này nó không có cái gì gọi là quá đặc biệt về cái mặt ngoại hình hết, nhìn nó hơi sang chút thôi, nhưng mà nói về vị của đờ rơm á, cực kỳ chuẩn, lên rất là đậm vị, rất là đầm. Đặc biệt những cái vị béo của đờ rơm á, anh em nào mà thích hút béo lên vị cực kỳ ngon luôn. Đặc biệt là anh em chuyển từ vip mà sang Boss á nha, anh em hút béo của đờ rơm là anh em không bao giờ bỏ được luôn, nó bị dính. Rồi con này khi mà anh em để nghiêng á, cái đèn xanh của nó sẽ sáng nguyên cái này nè, nhìn nó cũng được được thôi. Nói chung ngoại hình của nó thì hơi cục xúc một xíu, nhưng mà nói về vị của con này thì đậm, nó cái độ ngọt của nó không có ngọt như những cái dòng khác đâu, không có ngọt như E3, cũng không ngọt như RAN luôn nha. Nó không, ngọt sơ sơ thôi, nhưng mà cái độ vị của nó không hiểu sao lên á là hút vô nó ghiền lắm. Mà cái con này nó có cái đặc điểm của nó là khói nó ra cũng không nhiều lắm đâu nha anh em, nhưng mà buồn cái là ni của thằng này rất chuẩn. Anh em mà sáng trưa sáng quất vô một cái bê luôn á, mặc dù là nó có 5 ni thôi, nhưng mà tính ra nha, những cái con mà 5% nicotine này nè, mà trên 6000 á thì nó nằm khoảng 35mg trên 1ml đó nha anh em. Cái con này là 15ml nè, đó là tính ra là con này bằng cái bình 35 ni của vape á. Anh em mà từ vép mà chuyển sang chơi Boss thì nên chơi drum trước để anh em tập dần với cái độ giảm ni anh em. Con này rất là đáng chơi đúng rồi. Giờ tôi kiếm bán cũng có luôn, lấy đâu ra hút nữa. Cây này cũng gần hết luôn rồi. Tạm biệt anh em nha.